Xin chào tất cả các bạn, tôi là Yolo và hôm nay lại là một video Outlast Whistleblower khác nữa. Như các bạn cũng đã biết, ở video trước thì chúng ta vừa mới hoàn thành xong khu vực đầu tiên của cái nhà thương điên lúc mà chưa điên như thế này. Cũng biết nói làm sao nữa, nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì mình cũng đã gặp được một cái thằng ăn thịt người cũng khá là đáng sợ. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem coi cái phần còn lại của cái khu vực này có cái gì hay ho hay không. Ok, từ từ, để chỗ này chắc cũng phải cần camera chứ hả? Còn có đường để đi không? Từ từ thôi. Ôi trời đất ơi, khủng khiếp. Ok, từ từ thôi, mình sẽ cần phải bò xuống và chờ chừng nào nó đi ra thì mình sẽ tính tiếp là nên đi như hướng đi theo được nào. Bây giờ mình có thể đi qua đường bên phải hoặc là đi thẳng, nhưng mà mình nghĩ là đi thẳng sẽ gặp thằng đó, cho nên chúng ta sẽ cùng đi qua đây và hy vọng rằng nó sẽ không theo qua chỗ bên này. Ok, mình nghĩ là chúng ta vẫn đang an toàn ha. Thật là khủng khiếp. Từ từ. Nó đang đi tới. Ôi trời đất ơi. Từ từ bật camera lên. Kìa từ đó, thấy cái bóng của nó không? Ôi mẹ kiếp. Ôi nó đi vào đường này. Khủng khiếp. Rồi chạy. Rồi. Bây giờ phải đi đâu? Còn cần... Ôi trời đất ơi. Cửa đóng lại nhanh lên. Ôi trời đất ơi. Bây giờ thì còn có cửa đi thôi, đóng lại luôn, nhanh lên ăn bữa này. Và xem coi chỗ bên này có gì. Ở đây có cục pin hả? Không. Chết mẹ tôi rồi, giờ phải đi đâu? Ôi hết đường để đi rồi. Từ từ, còn có cửa để đi thôi. À hả? Ô đây có cục pin nè. Từ từ, đây có cục pin. Lấy. Từ từ, con chuột của mình. Quá khó điều khiển bố mẹ. Còn đây thì sao? Đây là cửa hồi nãy mình đi phải không? Ok, nãy giờ đã đi vòng tròn rồi đó. Vô đây lại. Cái này thông qua cái cửa bên hồi nãy nè. Ủa vậy là nguyên khu này là một khu kính hết hả? Không có chỗ nào để đi ra hết. Đúng rồi. Chỗ này không thể qua được, cho nên chúng ta sẽ lại phải vào đây và xem coi trong cái phòng này có đường nào để đi ra hay không. Ủa ở đây. Ở đây phải không? Nãy giờ không thấy. Mẹ kiếp. Cái gì vậy? Ok. Mình nghĩ là nó sẽ không làm gì mình. Ok. Ở đây thì có thêm một cục pin nữa, cho nên chúng ta sẽ cùng lấy. Và bởi vì thằng này không đụng vô mình, cho nên mình có thể thảnh thơi được tí xíu. Đây là gì? Cái này không có gì để lấy hết, cho nên đây là cái chìa khóa nè. Tự lấy đi ông nội, làm gì vậy? Ok, và ở đây có một đường nữa, và ở đây có thêm một đường nữa. Mình sẽ đi vào cửa này trước và xem coi trong đây có gì. Nope. Này thì sao? Không có gì luôn hả? Ok. Nguyên cái chỗ này không có gì hết. Ok, mình nghĩ là mình sẽ đi ra ngoài. Cái thằng hồi nãy nó có đi theo mình nữa không vậy? Cái thằng hồi nãy nó biến mất rồi. Sao cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào đây và xem coi trong đây có gì hay ho nữa không. Ok, đây có một tập hồ sơ. Nhiều chữ quá, và mình thấy được cái chữ War Rider ở đây là cái thằng, cái bóng ma mà chúng ta, cái vũ khí sinh học giống như cái con ma mà mình đã gặp ở video đầu tiên. Nhưng mà mình không nghĩ là cái đó có gì quan trọng
trong thời điểm này nữa, cho nên chúng ta sẽ cùng xem coi nên đi đường nào. Đường này là hồi nãy mình hình như đường này là, ủa phải đường này không ta, hồi nãy mình đi đường nào ra ta? Cái gì, cái gì? Ok, mình nghe cái tiếng đó nghĩa là thằng đó đang đuổi theo mình. Ôi lạy chúa, quay trở lại chỗ này, nhanh lên nhanh lên, nhảy qua ha và leo lên cái cửa này. Ok, an toàn rồi. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã mở được cái cổng ở đây, và điều đó nghĩa việc là cửa này cũng có thể mở được để đi xuống bên dưới. Ok, ở dưới đây không có gì hết. Ủa, ở đây có cái cửa nè. Ở đây có một vài cái tủ để trốn. Và hết rồi hả? Gì không có pin, không có gì hết. Còn khu bên đây thì sao? Không có gì luôn. Chán bỏ mẹ. Cửa này bị khóa rồi, cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn một đường này thôi đi. Nạp pin cái đã. Mấy cái này là cái gì? Mấy cái này hình như là cái lò thiêu dùng để thiêu xác hay sao đó, khủng khiếp. Mình sẽ thử ở mấy cái nút này, nó sẽ làm cái gì? Không có gì xảy ra hết hả? Ồ, ở đây có cái cửa nè, để xem. Đừng. Ôi trời đất ơi. Ok. Bình tĩnh đi anh trai. Ôi nó định đốt mình. Cứu tôi. Nhanh lên. Sao mày chỉ dùng có một tay vậy, tay kia đâu? Ok, mình nghĩ là chúng ta an toàn được một tí xíu. Và bây giờ ở đây có một vài đường để đi. Leo lên, leo lên. Ok, mình không biết là nó có đuổi theo mình hay không, nhưng mà để xem coi trên đây có gì. Trên đây không có gì hết, cho nên chúng ta sẽ cùng đi xuống. Và ở đây còn có hai đường nữa. Và nếu xét thêm có hai đường, cho nên chúng ta sẽ cùng đi về bên trái trước. Và ở đây có một cái cửa nữa nè, vậy là ba đường lận. Trong đây không có gì hết hả? Vậy cho cái phòng này làm gì? Như cũ thì mình cũng sẽ đi về bên trái trước, xem coi ở đây có gì. Chúng ta sẽ cùng lách qua đây. Và ở đây thì chỉ còn một cái cửa thôi, cho nên mình cũng sẽ cùng đi vào. Và ở đây có thêm một cái phòng nhỏ nữa, mà trong đó thì không có món đồ gì để lấy, cho nên lại cùng tiếp tục đi theo đường này. Ok, cái phòng này không có gì để lấy hay là tương tác cả, cho nên là mình nghĩ là chúng ta đã đi sai đường. Bây giờ thì hãy cùng vòng lại và đi về phía bên phải của căn phòng hồi nãy, ở bên đây nè. Ok. Khủng khiếp. Ở đây có một cái cửa thoát hiểm, nhưng mà mình chắc chắn là cửa này sẽ không mở được, cho nên là chúng ta chỉ còn đường này thôi. Ôi mẹ kiếp cái gì. Và ở đây đâu có gì để lấy đâu hả? Có một tập hồ sơ nè. Lâm lê lâm lê lâm lê bla 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 bla. Và ở đây cũng đâu có đường nào để đi nữa đâu. Ôi mẹ kiếp. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại mấy cái chỗ cũ hồi nãy và xem coi mình có bỏ qua cái chi tiết nhỏ nào hay không. Bởi vì rõ ràng là trong cái khoang bên đây là không có chỗ nào để đi nữa. Và
thiệt là không còn chỗ nào để tiêu chúng ta. Ở trên đây là mình đâu có bỏ qua. Đúng bao giờ mới thấy. Ở trên đây có đường để lên. Ok, đây nè. Nãy giờ không thấy cái chỗ này. Ok, lên đây xem coi có gì. Hai đường này thông với nhau phải không? Vậy là chúng ta sẽ cùng leo lên thêm một lần nữa. Và lên đây. Rồi sau đó leo lên cái bờ này hả? Đúng rồi, chỉ còn đường cái gờ này thôi. Ủa cái gì vậy? Vậy là phải lên cái gờ này. Tự nhiên nhắm cái gờ ở giữa. Ok. Dù sao thì ở đây không có gì cho nên chúng ta sẽ phải đi qua cái đường hẹp như thế này và mò mẫm qua cái bờ bên kia. Nhìn chung thì theo nhận xét ban đầu của mình thì game này không quá khó như mình đã đề cập ở video trước rồi. Và thật sự là cái gì vậy? Ok, sao cũng được, mình không có quan tâm nữa. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Bây giờ thì mình có thể đi quanh kia hoặc là khám phá cái chỗ bên... Cái chỗ này mình có thể mở được không? Không. Ok. Đi qua bên đây và... Ở đây không có pin hay gì hết hả? Khá là chán. Ok. Nếu mà leo lên cái gờ này thì chúng... nếu mà leo lên được cái ống khói này thì mình cũng có thể thoát ra ngoài phải không? Nhưng mà có vẻ như là bây giờ mình không có khả năng như vậy. Không có làm được như vậy cho nên chúng ta sẽ cùng đi vào cái ống này và xuống cái khu vực này. Ok. Và cửa này thì chắc chắn không mở được. Ở bên kia có cục pin kìa. Má, cái con chuột ở cái bảng này khó điều khiển quá, nó cứ đờ đờ làm sao á. Nhưng mà dù sao thì chỉ còn đường để đi thôi cho nên nhá. Bây giờ có hai đường. Khi không biết đi đâu nên đi về bên trái. Và ở đây thì nếu mà theo đúng, chúng ta sẽ nhận được, sẽ lượm được một cục pin ở đây. Và bây giờ thì hãy cùng quay lại phía bên phải. Để coi đường bên đây có đường. Trong đây có căn phòng và có một cái đường khác nữa cho nên không có gì hết anh. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi qua cái đường này. Và ở đây lại có hai đường nữa mà cửa này thì không mở được. Cho nên là cũng khá đơn giản không. Và mình nghe cái tiếng của cái thằng đó. Ôi trời ơi. Ôi tụi nó đang làm cái gì? Tụi nó đi về hướng đó hả? Ok, vậy là mình bây giờ cũng phải đi tìm đường và qua phía bên đó thôi. Trong đây không có gì hết cho nên cái gì? Khoan, cái cửa. Ủa, cái phòng này không có cửa ra hả? Cái chỗ này thì không có tương tác được cho nên mình cũng không thể làm gì. Ok, mình sẽ phải tìm một đường khác để ra khỏi cái chỗ này. Nạp pin cái đã. Và chúng ta sẽ phải đi lại cái đường. Ủa khoan, từ từ, vậy là có tới hai phòng hả? Hồi nãy mình vô cái phòng này phải không? Vậy là bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái phòng này. Và ở đây thì có thêm một cánh cửa, nhưng mà trước đó thì mình sẽ cùng xem qua. Cái gì vậy? Trời đất ơi, mẹ kiếp. Đừng đuổi theo em. Tha. Ôi, cửa này không có mở. Mẹ kiếp, cái bọn kia lừa đảo. Nhảy lên. Qua, nhanh lên. Nhanh lên rồi. Giỏi thì qua đây. Thằng gà. Nhưng mà dù sao thì phòng này khá là sáng. Và mình nghĩ mình cũng sẽ sử dụng cái phòng này như là một chỗ nghỉ chân, cũng như là đà điểm kết thúc cho video này. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để phần comment dưới bên sẽ đọc hết. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục những video tiếp theo mà đã đạt. Yolo. Xin chào.